Trước diễn biến ngày một leo thang trong chiến sự mùa đông Nga-Ukraine, tướng Đức đánh giá Nga thực chất đang chịu nhiều tổn thất trên chiến trường và Moscow có khả năng suy yếu sau xung đột. Thiếu tướng Christian Froing, phụ trách giám sát sự hỗ trợ của quân đội Đức dành cho Ukraine, mới đây cho rằng Nga đã chịu tổn thất to lớn về người và vật chất ở Ukraine và quân đội Nga sẽ suy yếu sau cuộc xung đột. Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Đức được đăng hôm 29 tháng 12, ông Froing nói, bạn biết rằng theo số liệu tình báo phương Tây, 300.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng đến mức không thể tái huy động cho cuộc chiến. Ông Froing nói Nga cũng bị cho là đã mất hàng ngàn xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, các lực lượng vũ trang Nga sau cuộc chiến này sẽ bị suy yếu cả về nhân sự lẫn vật chất. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên đánh giá thấp Nga. Ông cho rằng Nga đang thành công trong việc tiếp tục tuyển quân, bao gồm cả việc sử dụng tù nhân. Vị tướng Đức cũng thừa nhận Nga đang thể hiện khả năng phục hồi cao hơn những gì phương Tây nghĩ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, theo báo ABC Ukraine, trong 2 tháng qua tại khu vực Donetsk, gần 25.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, với 80% số thương vong này xảy ra trong các trận chiến gần Avdiivka. Hôm 22 tháng 12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng đưa ra bản báo cáo, kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu vào tháng 10, Moscow đã mất hơn 13.000 binh sĩ và sĩ quan trong các trận chiến ở Avdiivka, chỉ giành được quyền kiểm soát 11 km vuông lãnh thổ. Moscow không lập tức đưa ra bình luận, không thể xác thực số liệu thương vong mà hai bên đưa ra. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.